Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Chang Chang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 5 giờ sáng của ngày 23 tháng 10 năm 2023. Và như các bác đã biết rất nhiều lần ở trên kênh Chang Chang TV thì 5 giờ sáng là cái khoảng thời gian mà tôi muốn tâm sự và chia sẻ với các bác những cái vấn đề liên quan tới nội chính, tham nhũng, tiêu cực, văn hóa, vân vân, rất nhiều chủ đề. Nhưng mà nó vẫn không nằm ngoài ba cái tôn chỉ của kênh Chang Chang TV, đó là sự thật, niềm tin và lan tỏa cái sự tử tế. Trở lại cái chủ đề của ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ, trước khi vào câu chuyện chính thì vẫn mong rằng là các bác hãy tích cực ủng hộ bằng cách rằng là đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hôm nay thì chủ đề của nó rằng là nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn thẳng về sự thật. Bởi vì báo cáo với các bác, ngày hôm qua thì Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì cũng đã gửi một cái bản để mà yêu cầu chính phủ cũng như rằng là các cơ quan như là kiểm sát, tòa án, công an, viện để mà nói về cái việc mà tham nhũng tiêu cực. Nội dung thì đơn giản thôi. Cái bản này của Ủy ban Tư pháp thì yêu cầu rằng là hãy làm rõ căn nguyên, tức là nguyên nhân và cái biện pháp phòng tránh tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thì báo cáo với các bác đã đưa ra mấy cái vụ án lớn, ví dụ như là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Nhàn AIC của công ty AIC, và yêu cầu rằng là các bên là hãy nghiên cứu và đưa ra cái căn nguyên và tại sao lại dính tới có những cái vụ án này và tham nhũng tiêu cực như thế này, kiểu như thế đó. Và cũng nói rõ rằng là, và cũng trong cái bản yêu cầu đó thì cũng nói rõ rằng là cái việc mà thanh tra kiểm tra, tức là tự phát hiện ở trong hệ thống là rất kém, có thể nói rằng là rất kém, và hãy nghĩ ra biện pháp để mà ngăn ngừa, phòng ngừa, chứ không phải là đến lúc mà xử lý như vừa rồi. Thế thì đây không phải là một cái chủ đề, một cái bản yêu cầu mà tưởng là mới, bởi vì trên kênh Chang Chang TV thì cũng đã phân tích cái điều này rất nhiều lần, không chỉ là mới gần đây tôi cũng nói cũng nhiều, nhưng mà cách đây khoảng 2-3 năm, lúc mà tôi thành lập kênh Chang Chang TV thì cũng đã chia sẻ với các bác và mọi người. Và phân tích thì không chỉ là cái việc mà căn nguyên, mà thậm chí là có cả cái biện pháp phòng ngừa nữa. Và không chỉ là các vụ án xảy ra trong khoảng tầm 2-3 năm gần đây như là Việt Á, chuyến bay giải cứu, Nhàn AIC, mà từ những cái vụ án trước, tức là vụ PMO18, rồi một loạt các vụ án liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, vân vân, rất nhiều. Thế thì nó đều có điểm chung, và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Tôi nghĩ những người làm cái bản yêu cầu này của Ủy ban Tư pháp chắc là cũng biết hẳn cái sự thật. Tôi nghĩ rằng là bên phía của tòa án họ cũng biết cái sự thật. Tôi biết rằng là bên phía của công an hay rằng là chính phủ họ cũng biết rõ cái sự thật. Căn nguyên thì người ta nói nhiều rồi. Cái việc mà tham nhũng, thoái hóa, biến chất, vân vân, đó là cái việc mà dĩ nhiên không cần phải bàn cãi. Thế nhưng có một cái điểm mà rất nhiều người né tránh. Đó chính là một trong những căn nguyên là tiếng nói của người dân không được coi trọng. Tiếng nói của những người mà người ta đã nhìn trước những vụ án đó không được coi trọng. Mà nếu như mà các cơ quan như là công an, viện kiểm sát, tòa án, chính phủ, các bộ ban ngành coi trọng những cái tiếng nói đó của những người dân như là tôi hay là một số người khác, thì hẳn là không xảy ra những cái vụ như thế. Đó là cái thứ mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Mỗi khi chúng tôi nói một cái việc gì đó mà cảm thấy rằng là nghi ngờ hoặc là tạo cái kẽ hở để mà tham nhũng tiêu cực nó sẽ phát triển, thì rất dễ bị chụp cho một cái mũ phản động, chụp cho một cái mũ chống phá, chụp cho một cái mũ xuyên tạc. Và họ chụp cho bất cứ một cái mũ nào cho chúng tôi, bởi vì họ đã tránh đi một cái thứ đó là minh bạch và giải trình. Họ sẵn sàng chụp mũ cho người khác nhưng mà lại né ngay cái chỗ đó. Và phàm là con người thì xin thưa với các bác rằng là người ta rất khắt khe với người khác nhưng lại bao dung với chính mình. Rất nhiều vị lãnh đạo thì luôn đòi hỏi bên dưới, luôn đòi hỏi người dân là phải rất là như thế nọ, cực kỳ nghiêm khắc khi đòi hỏi. Thế nhưng mà khi xảy ra những vấn đề trong những bộ ngành hay chính bản thân của họ thì họ lại rất là bao dung. Họ sẽ nghĩ ra đến hàng trăm cái lý do để mà giải thích, để mà che chắn cho bản thân, mà không bao giờ họ nghĩ rằng là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, từ họ thì mới ra những chuyện như thế. Và đó là sự thật. Tiếng nói của người dân không được coi trọng. Tiếng nói của những nhân vật mà đã nhìn ra những cái sự việc đó không được coi trọng. Tức là những cái tiếng nói trung thực không được coi trọng. Hôm qua thì một vị lãnh đạo thì cũng đã nói với tôi rằng là cựu lãnh đạo, tức là nghỉ hưu rồi, thì có nói với tôi như thế này: anh là đã từng là cựu thư ký của hay trợ lý cho một thủ tướng rất nổi tiếng. Thì anh đã từng nói với tôi một câu như thế này. Không biết dùng có nên nói cái câu đó ra hay không, bởi vì nhiều khi là nó phạm húy, báo cáo như vậy. Thế nhưng mà họ sẽ không bao giờ đề cao tiếng nói của người dân. Đó. Bởi vì khi đề cao tiếng nói người dân thì họ sẽ bị lộ. Đó. Và họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù họ biết rất rõ ràng. Đã lên đến tầm vụ trưởng, vụ phó, thậm chí một người là chuyên viên cao cấp thôi, thì cũng đều có đủ trình độ để nhận thức ra rằng là tại sao tham nhũng tiêu cực lại phát triển mạnh như thế và ngày càng mạnh hơn. Đó là việc đầu tiên những kẻ giặc nội xâm phải khống chế được truyền thông. Khống chế được truyền thông tức là khống chế được tiếng nói của người dân. Bởi vì người dân mà lên tiếng thì thôi rồi. Họ bị lộ hết, lộ sáng hết. Và họ cố gắng làm thế nào để bịt được những cái tiếng nói thế. Mà những người mà họ coi là đầu sỏ, núp bóng an ninh quốc gia, núp bóng bảo vệ chế độ, để mà từ đó xin thưa với các bác rằng là thoải mái được làm mà không có người giám sát. Đó. Chứ còn để dân giám sát, dân phản biện và dân nêu ý kiến thì họ chết chắc. Xin thưa các bác là như thế. Thế cho nên ấy, họ không dám đâu. Và đó là căn nguyên. Đó là căn nguyên để mà tham nhũng tiêu cực nó phát triển. Họ núp bóng và họ nói rằng là thế nọ thế kia. Vị cựu lãnh đạo đó nói với tôi một câu như thế này: đừng có nhìn vào bản thân người ta và bản thân của con người nói, mà hãy nhìn vào nội dung nói. Tức là nhìn việc không nhìn người. Đó, nhìn việc không nhìn người. Cũng giống như câu chuyện Ngọc Trinh tôi chia sẻ với các bác ấy, đừng có nhìn vào cá nhân Ngọc Trinh, mà nhìn vào lý do Ngọc Trinh bị bắt. Thì đó mới là cái căn nguyên của pháp lý. Chứ không phải nhìn vào cá nhân của Ngọc Trinh như thế nào đấy kia. Thì ở đây cũng thế, nhìn việc không nhìn người. Và anh nói câu này cách đây khoảng 15 năm rồi. 15 năm rồi. Và anh đã chia sẻ thẳng thắn với nhiều vị lãnh đạo. Thế nhưng mà rất nhiều người trong núp bóng an ninh và họ nhìn những kiểu đó. Cũng giống như là trên kênh Chang Chang TV thì có rất nhiều những cái comment của nhiều ông bà mà không biết là nickname thế nào. Rồi trên Facebook cũng thế, có rất nhiều nick ảo vào comment. Cho chỉ comment mà thôi. Cái lý lẽ của mày giống hệt bọn phản động. Mày nói giống y như bọn phản động. Thế thì cái câu chuyện này anh bạn tôi có nói những câu đấy, bảo rằng là bọn phản động nói không quan trọng. Đúng không? Cá nhân phản động nói không quan trọng. Cá nhân người yêu nước chính đáng nói không quan trọng. Đó. Đừng nhìn vào cá nhân người ta. Và hãy nhìn vào nội dung người ta nói. Cái nội dung đó có đúng hay không? Cái sự việc đó có đúng hay không? Anh có giải trình được hay không? Chứ không bảo rằng là cứ là bọn phản động nói thì không nghe. Rồi người khác nói giống như bọn phản động thì cũng không nghe. Mà quan trọng rằng là kể cả bọn phản động nó nói, nhưng nội dung đó là đúng thì có nghe không? Đúng không ạ? Làm sao mà trốn tránh được việc đó? Và nhiều khi những việc như thế nên cảm ơn bọn phản động. Tôi nói thật, nhiều khi cảm ơn bọn phản động. Bởi vì nó giúp chúng ta là nhìn từ trong hệ thống ra. Là những kẻ nào mà có chứng cứ vân vân gì đó. Đó. Mà nhìn vào cái sự việc nói, không phải bọn phản động nó có gì cũng đúng. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái sự việc. Nhìn vào cái sự việc đó rằng là có đúng hay không? Nó có xảy ra hay không? Và nếu như thế thì những người đứng đầu giải trình thế nào? Không giải trình, không minh bạch, không công khai, nhưng mà ném cho người ta một cái, những thằng như thế này không thèm giải trình. Thế thì tất cả từ đó nó tạo nên cái tham nhũng tiêu cực. Và nó tạo nên những cái vụ án lớn và rất là đau đớn như là vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Nhàn AIC. Bởi vì khi lật lại những cái vụ đó thì xin thưa với các bác rằng là người ta đã dâm gian tin đồn từ rất lâu. Nhàn AIC thì xin thưa với các bác rằng là tin đồn nó cũng phải là đưa ra vào khoảng 10 năm nay và thậm chí là 15 năm nay. Đúng không? Và người ta đều biết cô này rất kinh khủng. Cá nhân tôi biết Nhàn AIC thì cũng phải rơi vào cỡ tầm khoảng trên dưới 10 năm. Đó. Thế rồi báo cáo với các bác, vụ Việt Á thế. Việt Á thế. Người ta không tin rằng là Việt Á có được cái giấy chứng nhận của WHO. Thì đáng nhẽ anh Phan Quốc Việt, anh ấy đứng lên, anh dặn, anh ấy nói, anh giải trình. Ví dụ cơ quan chính quyền như là Ban Tuyên giáo, như rằng là Bộ Thông tin và Truyền thông, thậm chí ngay cả chính cơ quan Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân, và thậm chí là Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn. Khi có những cái nghi ngờ như thế từ bên phía của người dân thì sẽ phải chỉ một phát sang anh Phan Quốc Việt. Phan Quốc Việt, người dân đang nói mày ở ngoài kia như thế này này, bảo là cái kit test của mày không được chứng nhận của WHO như là vừa rồi mày thông báo. Mày hãy trả lời cho người dân đi. Đó. Nghĩa là lúc này là tất cả bộ ngành là có cái tôn trọng cái tiếng nói của người dân, kể cả ý kiến của người dân cũng thế. Mày trả lời người dân đi. Thì xin thưa với các bác rằng là Phan Quốc Việt nó có dám trả lời không? Nó có dám trả lời không? Xin thưa với các bác rằng là thách cả họ Phan Quốc Việt không dám trả lời. Có đúng không ạ? Bởi vì làm gì có cái giấy chứng nhận nào, làm gì có cái phê duyệt nào, làm gì có chuyện xuất khẩu nào. Tất cả là các anh bịa ra. Mà đã bịa ra thì làm sao để chứng minh? Làm sao mà chứng minh được? Có đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là cái việc nếu như chúng ta tôn trọng tiếng nói của người dân, tôn trọng những cái tiếng nói của xã hội, nhìn sự việc chứ không nhìn người. Bọn phản động nói hỏi câu đấy cũng được, người dân hỏi câu đấy cũng được, một anh chị Facebooker nào đó hỏi câu đấy cũng được, thằng Hoàng John trên Chang TV hỏi câu đó cũng được, miễn là phải chỉ đạo rằng là những người có trách nhiệm phải trả lời cho người ta. Và thế là lộ thôi. Và như vậy nó đã lộ rồi thì làm gì có cái chuyện mà anh Trung Ngọc Anh phải vào tù, làm gì có cái chuyện mà anh Nguyễn Thanh Long phải vào tù, rồi anh Phạm Xuân Thăng là phải vào tù, bao nhiêu cán bộ lãnh đạo phải vào tù. Không có. Có đúng không ạ? Không có. Đơn giản là nếu mà chúng ta tôn trọng cái tiếng nói của người dân thì chúng ta được rất nhiều lợi ích. Rất nhiều lợi ích. Thế nhưng mà không làm. Và đó chính là cái phương pháp để mà ấy đấy, để mà phòng chống tham nhũng tiêu cực đó. Thế rồi tiếp tục nha các bác nhé. Vụ chuyến bay giải cứu cũng thế. Người ta nhìn thấy cái mâu thuẫn. Người ta nhìn thấy cái mâu thuẫn rằng là ô hay chưa, quảng cáo dầm trời lên là quảng cáo dầm trời lên rằng là chuyến bay ngạo nghễ, chuyến bay bay vào tâm dịch tâm bão để cứu đồng bào. Dùng cái từ cứu. Nhưng mà ai muốn cứu thì phải xoay tiền ra. Đúng không? Ai muốn cứu thì phải xoay tiền ra. Lúc đó thì không chỉ có trên kênh trên nhóm Facebook tôi và sứ quán rất nổi tiếng. Để từ đó là nhiều vụ bị phát hiện, mà ở trong nhiều cái cơ quan, nghĩa là nhiều bạn bè vân vân, người ta đều nói như thế. Và thậm chí lúc đó người ta còn bảo nhau rằng là bay về Campuchia rồi sau đó đi đường bộ ở Việt Nam, trúc chắc rúc rắc một tí nhưng mà nó rẻ bằng một nửa. Đó. Một nửa là mấy chục triệu thôi. Làm gì ra mấy chục triệu trong thời điểm đại dịch, phải tiết kiệm chứ. Đồng bào đang khốn khó. Thế thì nhìn ra mâu thuẫn như thế mà người ta hỏi thì cục lãnh sự có trả lời không? Đúng không? Cục lãnh sự có trả lời không? Thay vì trả lời những cái chéo ngoe như thế, nhìn vào những vấn đề như thế, thì cục lãnh sự với cả anh Tô Anh Dũng là xin thưa với các bác rằng là chuẩn bị dầm trời cho một cái chương trình chuyến bay ngạo nghễ, chuyến bay giải cứu, chuyến bay bay vào tâm dịch để mà PR bản thân, để mà được nhận huân chương, để được phong thành anh hùng. Trong khi đó nhận của người ta hàng chục tỷ đồng. Đó, đáng nhẽ mình phải nhìn vào những cái việc như thế để mình trả lời, để mình hỏi. Nhưng đây không. Không. Chúng ta phải thừa nhận một cái sự thật rằng chúng ta không lắng nghe người dân. Không có cơ chế lắng nghe người dân. Đấy là một. Hai là chúng ta thấy rằng là chúng ta lại có một cái văn hóa chụp mũ, núp bóng an ninh. Đúng không ạ? Núp bóng an ninh. Núp bóng gọi rằng là thế nọ thế kia, nhân danh bảo vệ an ninh vân vân. Để rồi từ đó chụp cho những người khác một cái mũ phản động, một cái mũ chống phá để nó câm mồm. Mình phải nói dùng cái từ đó. Mày không câm mồm mà còn láo là tao có thể cho mày vào tù. Đó là những kẻ giặc nội xâm sẵn sàng làm như thế. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là cái bài của chúng nó là bài chụp mũ. Cái bài thứ ba mà bọn nó muốn làm là đương nhiên là khi không chứa được truyền thông, khi mà không muốn giải trình, thứ nhất là không muốn giải trình, không muốn công khai. Hai, rằng là chụp mũ và chặn họng của những người phát hiện ra những cái điểm bất thường. Và cái thứ ba nữa, để mà chúng tham nhũng tiêu cực một cách rộng ấy, kiếm được nhiều tiền, thì nó phải khống chế truyền thông theo cái kiểu rằng là như Việt Á. Tức là chỉ hô hào một chiều thôi. Hô hào một chiều. Truyền thông rất kinh khủng. Báo chí rồi là VTV vân vân đến phỏng vấn rồi nói rằng là những câu chuyện rất là hấp dẫn, lâm ly bi đát. Tôi quyết tâm là phải chống cái này như chống giặc. Chúng tôi ngồi phòng thí nghiệm nọ vân 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 nọ kia các kinh khủng. Đó. Để rồi cuối cùng rằng là bán được nhiều hàng. Đó, đẩy phần trăm bán được nhiều hàng và cuối cùng là kiếm được tiền. Và chia chác nhau. Hối lộ đến hàng trăm tỷ. Đấy. Bài chúng nó đơn giản lắm. Có cơ chế giám sát. Có chủ trương rồi. Có kết luận rồi. Chủ trương dân giám sát, tăng cường dân chủ, phát huy tiếng nói của người dân. Các lãnh đạo cấp cao đều nói. Bác Trọng nói chống tham nhũng phải toàn dân. Tức là cấp cho người dân cái tiếng nói. Ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính nói rằng là người dân như ngọn đèn pha. Cô Mai cũng nói nhấn mạnh trong rất nhiều buổi dạy cũng như rằng là phát biểu thì cái vai trò của người dân. Thậm chí cô còn kết luận rằng là cái việc phát huy dân chủ vân vân là rất nhiều nơi, rất nhiều tổ chức là né tránh cái việc này. Và đó chính là nguyên nhân căn nguyên. Đúng không ạ? Thế thì giải pháp chống tham nhũng thế nào? Giải pháp chống tham nhũng là đơn giản thôi. Cực kỳ đơn giản. Đó. Cực kỳ đơn giản khi chúng ta đã thấy rằng là thứ nhất là chúng ta nhìn ra được cái sự thật. Thứ hai là chúng ta gọi rằng là căn nguyên của sự thật, nguyên nhân rồi thì chúng ta đã giải quyết nó cực kỳ đơn giản. Mà thực tế nó cũng chả có gì khó, chả có gì vĩ đại. Chả có cái gì mà gọi phức tạp cả. Nó đúng một câu của Bác Hồ ngày xưa là cho dân mở mồm ra. Là cho dân mở mồm ra. Đúng không ạ? Thế là cuối cùng là phòng chống được tham nhũng tiêu cực từ đó đó. Thế thôi, dân mở mồm ra, dân lại có rất nhiều sáng kiến để phòng chống tham nhũng. Các anh chị thậm chí còn chả phải nghĩ. Chả phải nghĩ. Chỉ cần đánh giá thấy hợp lý, dễ dàng là làm theo thôi. Và rất là đơn giản, ngăn ngừa được hết. Đó. Không có gì khó. Chỉ cho dân mở mồm ra. Thế nhưng bây giờ chúng ta đánh giá lại thực trạng là trong hơn 10 năm chống tham nhũng thì Bác Trọng hô hào rất nhiều. Chủ trương có, kết luận có, nhưng mà cuối cùng là có làm đúng không? Có thực hiện đúng như chủ trương không? Các anh chị bên Bộ Thông tin và Truyền thông, các anh chị bên Ban Tuyên giáo, hãy thử nhìn ngó lên trước khi ra một cái quyết định, trước khi mà xếp hạng một cái người vào cái danh sách đen. Thì như bây giờ là các anh chị đến có cả danh sách đen, hợp tác với cả những cái mạng ở nước ngoài để mà xóa đi những cái video, xóa đi những cái account, hoặc là hạn chế theo cái kiểu mà tôi cho rằng là rất là xấu xí, tức là làm cho người ta mất cái khả năng kiếm tiền, hoặc là thế nọ thế kia đi, hoặc là hạn chế để mà khống chế kênh nó không được đề xuất, không được vân vân, để mà hạn chế cái sự lan truyền. Tôi không biết tin đồn đó thật hay không, nhưng nếu thật thì thật sự nó là một cái trò nó vô cùng xấu xí. Nó thể hiện một cái nó gọi rằng là ngày xưa người ta hay gọi rằng là nếu mà làm như vậy à, nó giống như cái chương trình gì mà ngày trước là tôi nhớ có một ông lãnh đạo của bên VC Corp để quản lý một cái diễn đàn là TTVNOL thì có nhiều cái thành phần mà không xử lý được vì nó không vi phạm. Không xử lý được bởi vì nó không vi phạm. Và nó lại hay có những cái cà khịa với cả những admin hay là những gọi là lãnh đạo của diễn đàn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Thế thì ông ấy chơi một cái bài đó, ông ấy viết bài viết. Tức là cái thằng này mà cứ post bài lên, cho thằng này vào danh sách đen. Và thằng này cứ post bài lên một cái rằng là gần như là các người khác là không hiển thị, hoặc hiển thị rất thấp. Thế thì một cái bài bình thường nó post lên nó được khoảng tầm, hoặc là cái bài topic gì đấy, là nó được khoảng tầm một vài trăm hoặc một vài nghìn cái comment. Thì bây giờ nó post lên nó chả có ai comment, vì chả ai nhìn thấy nó, hạn chế tương tác. Nó gọi là hạn chế tương tác. Và cái này thật sự bác rằng là khi bọn tôi biết được cái điều này thì bọn tôi phải nói với ông ta, lúc đấy ông ta là phó tổng, đúng là cái loại mưu hèn cái bẩn. Và tôi hỏi ông đấy là đúng là cái loại mưu hèn cái bẩn, người ra sao thì tâm như vậy, vì nhìn mặt rất là đều giả. Thế nhưng mà kiểu như thế. Thế thì chúng ta nhìn thấy những kiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng là hãy để cho dân mở mồm thôi. Hãy khuyến khích, mà thậm chí phải khuyến khích người dân, không những không hạn chế mà còn phải khuyến khích người dân ra, và có cơ chế để mà thống kê, có cơ chế để mà đánh giá, và có cơ chế để trả lời cho người dân một cách nhanh nhất có thể. Đó, nhanh nhất có thể. Thì lúc đó chúng ta mới có thể chống được tham nhũng tiêu cực. Đó. Khi người dân có ý kiến đến một vài cái doanh nghiệp, kiểu như là Nhật Nam được báo chí PR rất là nhiều, quảng cáo rất là nhiều, dùng đủ thứ mỹ từ để mà lên truyền hình, truyền rồi báo chí. Thế nhưng mà người dân, với nhiều người ta nhìn ra rõ cái thủ đoạn này, rõ cái thủ đoạn của Nhật Nam. Và đơn giản thôi, chưa cần phải cơ quan điều tra nào vào cuộc. Hội đồng Nhân dân hoàn toàn có thể triệu tập Tổng Giám đốc của Nhật Nam lên trên hội đồng và chất vấn. Chúng ta gọi là những phiên điều trần, ở nước ngoài gọi là điều trần. Thì đây chất vấn ngay cả những cái sự kiện nóng hổi. Chất vấn và truyền hình trực tiếp. Người ta đang bảo anh để mà cái lãi suất quá cao, chỗ này đây, anh trả lời thế nào? Chị trả lời thế nào? Chị Thúy trả lời thế nào? Chị lấy đâu ra tiền để chị trả người ta? Doanh thu của chị như thế này, như nào? Chị trả lời trước Hội đồng Nhân dân, trước Quốc hội. Bé thì Hội đồng Nhân dân, và những vụ lớn như Nhàn AIC hay là gì đó, trước Quốc hội trả lời người ta. Đúng không? Tất cả thứ đó nó sẽ tạo cho một cái rằng là Nhật Nam không thể nào mà thoát được. Đó. Những câu hỏi chúng ta gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân, chúng ta gửi đến Quốc hội, và người ta sẽ chất vấn ngay cả những doanh nghiệp như thế, và những con người như thế. Thì lúc này á, làm sao mà có được tham nhũng tiêu cực? Đây không phải vấn đề đa nguyên đa đảng, và đây là cái vấn đề mà xin thưa với các bác rằng là hoàn toàn có cơ chế để làm được. Thế nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng là bác Trọng rất cô đơn. Bác Trọng rất cô đơn. Và rất nhiều những ý tưởng của bác hiện nay là cấp dưới hiểu sai, làm sai, và thậm chí còn nhân danh cả những cái điều đó để trục lợi. Xin thưa các bác như thế. Và có thể nói rằng là một trong những cái mà hiểu sai, làm sai thì đó chính là cái gói 350.000 tỷ chấn hưng và phát triển văn hóa. Thì tôi xin báo cáo với các bác rằng là bác Trọng chưa bao giờ nói tiền để làm văn hóa. Trong cái câu chuyện thậm chí bác còn nói rằng là văn hóa mà dính vào tiền và kinh tế ấy, là vứt. Đúng không? Văn hóa là lời ăn tiếng nói, là cách cư xử giữa người với người. Chứ nước văn hóa là thứ đó. Chứ không phải rằng là có 350.000 tỷ xây nhiều bảo tàng, xây nhiều tượng đài, xây nhiều nhà văn hóa, trung tâm văn hóa là xong đâu. Thế nhưng mà xin thưa với các bác, để mà người ta nói về cái gói 350.000 tỷ thì vị Thứ trưởng đã lên và nói rằng là rất cấp thiết. Và rất cấp thiết là một trong những lý do rất cấp thiết là bởi vì bác Trọng đã tổ chức hội nghị văn hóa. Vớ vẩn, tôi nói thật với các bác rằng là lúc đó không hiểu anh ta có nghe không, anh ta có nhớ không. Tôi mà là cấp trên của anh này, tôi bắt anh ta về nhà, anh ta phải nghe lại 100 lần, thậm chí 1.000 lần cái lời bác Trọng nói. Đọc lại và phải thuộc hết tất cả những quyển sách mà bác đã từng viết và bác đã từng chỉ đạo để mà làm. Đó. Tìm bằng được tất cả những bài phát biểu, những cái câu chuyện mà bác nói về văn hóa. đọc cho thấm, đọc cho nhầm, thấm, nhớ hết từng chữ, từng câu, từng cái dấu phẩy, rồi mới lên đấy mà trả lời, cho làm lại. Chứ không phải là đơn giản rằng là anh cứ ngồi anh nói nhân danh lên, cuối cùng anh bằng một cấp thiết 350.000 tỷ. Nói với trẻ con nó cười chứ. Đúng ạ. Thế cho nên ấy, cái việc chúng ta nhìn đúng và nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật là ba cái câu mà bác Nguyễn Văn Linh đã nói và đã ứng dụng. Đó. Chỉ có cách đó thôi. Còn giải pháp thì nhiều lắm. Bây giờ Ủy ban Tư pháp thì gửi cho bên chính phủ cái thứ. Thì tôi biết là các anh ấy biết hết. Tôi nói thật các bác, anh ấy biết hết căn nguyên. Thế nhưng mà xử lý và có dám làm hay không thì mới là quan trọng. Chúng ta là người dân, chúng ta nghĩ là dễ làm thôi. Thế nhưng mà thực sự khi động vào hệ thống ấy, thì nó đều là những mối quan hệ thân thiết. Chính phủ hay là hệ thống chính trị chúng ta trông vậy thôi, nhưng mà tưởng to nhưng mà nhỏ lắm. Tức là quen biết nhau cả. Và động chạm tới lợi ích. Nó lợi ích, quan hệ. Và xin thưa với các bác rằng là nhiều khi nó căng lắm. Đó. Bắt bớ thì toàn anh em đồng chí của mình chứ ai đâu. Đó, cho nên có dũng cảm làm không mới là quan trọng. Và để làm thực sự mà làm được mà tránh được các lực cản ấy, thì chỉ có cách rằng là chỉ có cái rằng là cái người làm, cái người quyết định phải là trong veo thì mới có thể làm được. Đó. Một trong những lý do để mà chống tham nhũng tiêu cực là nó có phát triển nhưng nó vẫn đang chậm chậm ấy, là bởi vì rằng là rất hiếm người trong veo. Có lẽ đối với người dân thì ngoài Bác Trọng ra mọi người tin thì tin gần như là toàn phần. Còn một số người khác thì chỉ tin vừa vừa thôi. Bởi vì người ta cũng không rõ được rằng người này có trong veo hay không. Đó. Bởi vì có những cái việc á, họ không dám đưa lên bàn nghị sự. Thế nhưng mà dân nói đầy ở ngoài đường về một số nhân vật. Giống như câu nói của Bác Trọng ngày xưa ấy. Người ta cứ viên và cớ nhạy cảm. Tôi nhớ cách đây 2012, 11 năm rồi. Bác Trọng có nói câu rằng là phải nhìn thẳng vào. Bác nói rất đại ý đấy, phải nhìn thẳng vào. Dân người ta nói đầy ở ngoài đường. Còn chúng ta có gì ngại mà không nói. Người ta nói rằng nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, thứ tư mới đến trí tuệ. Dân người ta nói đầy ở ngoài đường. Bác nói luôn câu ấy. Mà chúng ta ở đây cái đâu dám nói. Không dám nói bởi vì là thật quá, đúng quá. Vì các anh chị đều như thế cả. Nhiều người như thế cả. Cho nên không dám phát biểu, không dám nói. Hoặc có người không như thế, thế nhưng mà nói thì đụng chạm người khác nên ngại. Thế thôi. Đúng không ạ? Cho nên ấy, Ủy ban Tư pháp phải đưa ra cái có thể nói rằng yêu cầu tìm hiểu căn nguyên vân vân các thứ nữa. Thế nhưng mà những người có trách nhiệm thì liệu rằng có trả lời đúng yêu cầu đó hay không? Nếu trả lời đúng rồi, thế nhé, giả sử trả lời đúng rồi, thì có thực thi đúng như thế hay không? Hay rằng là càng ngày càng siết chặt những cái tiếng nói của người dân, đúng không ạ? Đặt rất nhiều người ý kiến phản biện vào một cái danh sách gọi là danh sách đen, blacklist, và cuối cùng rằng là coi rằng tất cả những người này là không đáng tin, và từ đó phủ định hết tất cả những cái gì họ nói. Đúng không? Chúng ta phải tập một cái thứ khách quan công bằng. Đó là nhìn việc chứ không nhìn người. Thằng nào nói cũng được. Cái vấn đề chỗ rằng là cái sự việc nó nói có đúng hay không. Thì đó mới là cái mà chúng ta cần. Chứ không phải rằng là thằng đấy là thằng phản động đấy. Là coi như là không trả lời luôn. Không phải. Cái quan trọng là kể cả thằng đấy là thằng phản động hay là một ông quan chức. Thì cái quan trọng là cái sự việc người ta nói có đúng hay không. Thì mới là cái mà chúng ta cần. Đúng không ạ? Nhìn việc không nhìn người. Phải tập quen thói tư duy đó đi. Thì mới có thể rằng là phát triển được. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.